Sự nghiêm khắc của em không nào đâu con à. Mọi nguyên tắc lập nên chúng ta. Rốt cuộc là chẳng còn khả năng. Từng ngày đã vừa làm cô chưa? Đấy, ăn cho hết. Từ gym viết tết. Em thích. Còn anh thích bịch này nè. Ủa, miếng dày cỡ này. Đậm vị tiêu tỏi bơ, thơm như miếng bít tết áp chảo cao cấp ý. Tảo thơm mà không tanh, hơi thanh mặn, vừa miệng đấy. Còn combo K-pop này vậy? Gói vị sốt mayo này béo béo mà không ngậy. Có phủ lớp pát lê với hương thơm chua nhẹ đặc trưng của mayo Hàn Quốc. Ngon. Swing tảo Hàn Quốc nướng này thì hương vị tảo Hàn Quốc nướng đậm đà kết hợp với chút cay của wasabi. Gói đấy em ăn rồi. Một gói hơn 100 gram lận mà, nhiều quá ăn chưa hết rồi. Ăn thử đi mấy má. Octa Fit Win, vị ngon từng lát. Cắn phát. Yêu luôn.